Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba ngày 15 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Như thường lệ, phần điểm những thông tin chính sẽ đến ngay sau đây. Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh. Công ty cổ phần Kim Long Mô tô Huế đang lập hồ sơ điều chỉnh nâng tổng vốn đầu tư dự án phát triển ngành công nghiệp ô tô lên khoảng 21.000 tỷ đồng. Thu hút dòng khách du lịch hàng sang, vấn đề đang được đặt ra với ngành du lịch Thừa Thiên Huế. Tin chi tiết, chiều qua, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do Thủ tướng Lê Văn Vĩ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị đảm bảo hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh chức sắc chức việc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quân khu 4. Tham gia đoàn có Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau khi có kế hoạch của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương về việc đảm bảo tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quân khu 4, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh đã họp và triển khai một công tác chuẩn bị. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tập huấn, huấn luyện các nội dung. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác Quân khu đã tham quan đồng diện võ thuật của lực lượng dân quân, huấn luyện chọn nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh, bắn súng ngắn K-54 và súng tiểu liên AK mục tiêu bia kim loại của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Lê Văn Vĩ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 đánh giá cao các đơn vị và cán bộ chiến sĩ tham gia luyện tập các nội dung để phục vụ hội nghị. Thiếu tướng Lê Văn Vĩ nhận mệnh đây là nhiệm vụ quan trọng, do đó đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị, chỉ đạo các lực lượng huấn luyện luyện tập thuần thục các nội dung, sẵn sàng phục vụ hội nghị theo kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan rà soát, đánh giá lại đổi mới cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mức độ thuận lợi, đơn giản, thân thiện với môi trường người dùng, xanh hóa các dịch vụ công, hoàn thành báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 5 tháng 12 năm 2024. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, thiết kế, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tại sử dụng dữ liệu, liên thông điện tử, đảm bảo người dân chỉ cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho cơ quan nhà nước. Thực hiện thành công các nhiệm vụ đến năm 2025 là 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Nghiên cứu đánh giá mở rộng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích để hoàn thiện hệ sinh thái trên môi trường điện tử cho người dân và doanh nghiệp. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công và bộ phận một cửa cả cấp, số hóa, cung cấp các dịch vụ công phi địa giới hành chính, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong chuyển đổi số, nhất là các đối tượng yếu thế. Với những thành công bước đầu đã đạt được, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết hiện nay, công ty cổ phần Kim Long Mô tô Huế đang lập hồ sơ điều chỉnh nâng tổng vốn đầu tư dự án lên khoảng 21.000 tỷ đồng. Dự án sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô, tạo sức lan tỏa để thu hút lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ô tô đầu tư vào tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Từ tháng 2 năm 2024 đến nay, công ty cổ phần Kim Long Mô tô Huế đã sản xuất được hơn 300 xe, bao gồm xe giường nằm, xe ghế ngồi, xe city bus, xe mini bus và đã giao cho khách hàng hơn 200 xe giường nằm, giải quyết việc làm cho khoảng 1.800 lao động, đóng góp ngân sách cho địa phương hơn 300 tỷ đồng. Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Mô tô Huế là một tổ hợp sản xuất lắp ráp xe khách, xe tải, xe con, sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô, công suất dự kiến khoảng 108.800 xe ô tô một năm. Ngoài nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, công ty này cũng đã đầu tư hơn 260 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy sản xuất chế tạo động cơ tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô. Giai đoạn 1 tập trung vào sản xuất chế tạo các loại động cơ phục vụ ngành công nghiệp ô tô, dự kiến đi vào hoạt động vào đầu quý 2 năm 2025, mức độ tự động hóa lên đến 90%. Bên cạnh phát triển thương hiệu Festival Huế, du lịch chuyên đề với thương hiệu di sản cố đô Huế, các loại hình dịch vụ với sản phẩm đa dạng đẳng cấp cũng đang được đẩy mạnh trong thời gian gần đây, đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến với Huế. Trong đó đáng chú ý là sự gia tăng của dòng khách hàng sang. Tuy nhiên, xét về số lượng cơ sở lưu trú đẳng cấp hiện nay thì vẫn chưa tương xứng bắt kịp với yêu cầu phát triển. Hiện nay, ngoài chất lượng buồng phòng,
thì hầu hết các khách sạn đều có thêm các dịch vụ giá trị khác như chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm ẩm thực cung đình Huế để đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho khách lưu trú dài ngày tại khách sạn. Trà chiều cũng là một trong số nhiều sản phẩm được các khách sạn 5 sao đưa vào phục vụ trong thời gian gần đây, với mỗi suất có giá dao động từ 400 đến 500 nghìn đồng. Không ngừng đổi mới các sản phẩm dịch vụ đáp ứng thị hiếu của khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng để các cơ sở lưu trú thu hút dòng khách du lịch hàng sang. Dịch vụ em thích nhất ở đây là dịch vụ massage ở Le Spa. Thì dịch vụ ở spa thì mình có một gói trải nghiệm, đó là Azerai Signature. Thì Azerai dùng tinh dầu tràm để massage thì em cảm thấy rất là thư giãn và rất là chuyên nghiệp, tại vì đó là sự kết hợp giữa những cái phương pháp truyền thống và được đưa vào Azerai, thì em thấy đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời của em. Những cái sản phẩm mà đưa vào để phục vụ cho cái đối tượng khách cao cấp thì nó sẽ bao gồm những cái trải nghiệm tại thành phố Huế mình. Ví dụ như chúng tôi có những cái tour tham quan bằng thuyền, kết hợp những cái dịch vụ như là ngắm hoàng hôn trên sông, kết hợp với trà chiều. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thể làm những cái lớp học nấu ăn, cooking class, để cho khách họ vừa thưởng thức những cái hương vị của vùng miền. Xu hướng du lịch hiện nay của du khách, đặc biệt là dòng khách Âu, Hàn, luôn muốn lựa chọn dịch vụ lưu trú cao cấp. Nhưng Huế là đang thiếu nghiêm trọng. Đây là khó khăn đã tồn tại trong thời gian dài, khi tổng số khách sạn từ 3 đến 5 sao hiện nay chỉ có 40 cơ sở với hơn 4.700 phòng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, với nhiều giải pháp thu hút đầu tư, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện thêm nhiều cơ sở lưu trú hàng sang. Đặc biệt, trong năm nay, đã có thêm 2 khách sạn đạt chuẩn 5 sao, nâng tổng số khách sạn đạt chuẩn 5 sao lên 9 khách sạn. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khá khiêm tốn, khi nhu cầu của dòng khách lựa chọn điểm lưu trú hàng sang hiện nay đang rất lớn, gây khó về tính cạnh tranh với các địa phương lân cận và cũng thường xuyên thiếu phòng dịp lễ, giai đoạn cao điểm. Để mà một cái khách sạn 5 sao đạt chuẩn được cái những cái tiêu chí của khách hàng thì khách sạn rất là mong muốn được phát triển hơn cho về tương lai. Thứ nhất là khách sạn chú tâm về cái chất lượng dịch vụ. Thứ hai là những cái sản phẩm phòng và những cái sản phẩm nhà hàng dịch vụ ăn uống của khách sạn rất là mong muốn khi khách sử dụng dịch vụ của Lavella và họ biết tới là những cái văn hóa của thành phố Huế là sẽ được cái những cái nét đẹp đó như thế nào để cho đến khách hàng. Bên cạnh phát triển thương hiệu Festival Huế, du lịch chuyên đề với thương hiệu di sản cố đô Huế, các loại hình du lịch với sản phẩm đa dạng, đặc trưng, khác biệt, đẳng cấp, trong đó có golf tour hay mice tour đang được tỉnh đẩy mạnh. Từ đó, hấp dẫn dòng du khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và định vị phân khúc du lịch cao cấp mang bản sắc riêng, độc đáo. Tuy nhiên, để khai thác tốt dòng khách này, vẫn cần rất nhiều sự nỗ lực từ ngành du lịch và các chính sách thu hút đầu tư. Trong thời gian tới, bởi vì thế là thành phố trực thuộc trung ương, Huế sẽ có điều kiện tốt để định hướng và có những cái chính sách phù hợp để kêu gọi các doanh nghiệp, các đơn vị có thương hiệu lớn trên thế giới về với Huế. Chúng tôi hy vọng với tiềm năng lợi thế của địa phương, trong đó có những cái tiềm năng liên quan đến du lịch chăm sóc sức khỏe, thì mảng du lịch chăm sóc sức khỏe cũng là một cái định hướng giúp cho ngành du lịch Thừa Thiên Huế có thêm những sản phẩm dịch vụ đẳng cấp. Dịch vụ lưu trú là một trong ba lĩnh vực quan trọng nhất của du lịch, cùng với lữ hành và vận chuyển. Chỉ khi thu hút và giữ chân được du khách mới tạo được nguồn thu lớn từ du lịch. Đặc biệt thời gian vừa qua, trung tâm thương mại Yeomong đi vào hoạt động và khai trương sân golf Golden Sands Golf Resort được kỳ vọng sẽ mang lại cho Thừa Thiên Huế nhiều dòng khách đẳng cấp. Cùng với đó, trước áp lực cạnh tranh, vấn đề thu hút đầu tư vào lĩnh vực lưu trú vẫn là giải pháp cần được ưu tiên hàng đầu bằng các cơ chế, chính sách, giải quyết thủ tục nhanh cho nhà đầu tư. Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vừa công bố bảng xếp hạng 20 quốc gia tốt nhất thế giới năm 2024. Tại đây, Việt Nam xếp hạng thứ 15 với đánh giá 89 điểm. Giới thiệu về Việt Nam từ Condé Nast Traveler cho biết, chỉnh sửa mộc mạc và quyến rũ đã giúp Việt Nam đạt được vị trí cao trong danh sách các quốc gia mà du khách nên đến tham quan và nghỉ dưỡng. Bảng xếp hạng 20 quốc gia tốt nhất thế giới năm nay được công bố dựa trên kết quả đánh giá của hơn 575.000 độc giả về trải nghiệm du lịch ở mỗi quốc gia theo nhiều tiêu chí như văn hóa, cảnh quan, dịch vụ du lịch và cơ sở hạ tầng.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định công bố điều chỉnh tham số điều phối giữa hạ cất cánh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Theo đó, để chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động và nhu cầu vận chuyển hàng không được dự báo sẽ gia tăng trong giai đoạn Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, cơ quan quản lý điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay từ 42 chuyến một giờ lên 46 chuyến một giờ cho cả khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 55 và từ 32 chuyến một giờ lên 42 chuyến một giờ cho cả khung giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55. Việc tăng tham số điều phối cũng sẽ tạo điều kiện cho các hãng hàng không bổ sung, tăng cường khai thác, tăng nguồn cung ghế trên các đường bay, qua đó có thể cung cấp nhiều vé máy bay với mức giá rẻ hợp lý. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, ngành đường sắt đã tổ chức bán vé từ ngày 1 tháng 10 vừa qua. Sau 2 tuần mở bán vé, tổng số vé đã thanh toán hơn 62.000 vé. Thêm vào đó, ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27 tháng 1 năm 2025, tức ngày 28 tháng Chạp, và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Đặc biệt, sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất gửi Bộ Tài chính về việc được giữ lại toàn bộ số thu ngân sách vượt dự toán giai đoạn 2026-2030 để làm đường sắt đô thị. Thành phố đánh giá vốn cho đề án đường sắt đô thị là rất lớn. Nguồn ngân sách địa phương này được hưởng theo phân cấp không đủ đáp ứng nên cần huy động bằng nhiều hình thức khác, trong đó có từ nguồn vốn vay. Theo đó, đối với nguồn tăng thu ngân sách trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giữ lại toàn bộ số thu vượt dự toán hàng năm để làm đề án. Điều này vẫn đảm bảo phân thu 79% của ngân sách trung ương. Kiến nghị nêu trong báo cáo đánh giá tác động nợ công của các dự án đường sắt vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Tài chính. Việc giữ lại số thu ngân sách vượt dự toán là một trong năm nguồn huy động vốn để Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng 183 km metro theo kết luận 49 của Bộ Chính trị. Cao tốc Bến Lức Long Thành là dự án giao thông trọng điểm có vai trò thiết yếu trong việc kết nối khu vực miền Tây với Đông Nam Bộ. Đến nay, tiến độ thi công tại hai đoạn phía Đông và phía Tây của cao tốc đã cơ bản hoàn thiện. Hiện chủ đầu tư, nhà thầu đang gấp rút hoàn thành cả công đoạn cuối cùng để nỗ lực thông xe vào cuối năm nay. Tại nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hướng từ miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh, các kỹ sư, công nhân vẫn đang tất bật để thi công hạng mục cột đá mổ cầu, lắp kè chống sạt lở bảo vệ cao tốc. Thời gian qua, mưa lớn liên tục gây không ít khó khăn cho các nhà thầu trong quá trình thi công. Các nhà thầu đã huy động đầy đủ các thiết bị vật tư và nhân công, đảm bảo về chất lượng tiến độ. Đây là công việc là ốp đá hai bên mặt cầu để bảo vệ cái mố cầu. Thời tiết mấy ngày hôm nay cho tuần nay, chính xác là trong một tuần nay trời sáng nắng chiều có mưa. Anh em công việc anh em cố gắng làm cho kịp tiến độ. Đơn vị là tập trung vào thảm bê tông nhựa thì cũng gặp một số vấn đề về thời tiết và là cũng đã ảnh hưởng nhưng mà đơn vị cũng đã khắc phục và hoàn thành. Đến nay, gần 4 km cao tốc đoạn từ nút giao Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến quốc lộ 1 đã hoàn thành các hạng mục như trải nhựa đường, kẻ lăn, gắn biển báo, hệ thống chiếu sáng để cố gắng thông xe trong tháng 11. Tuy nhiên, trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành hiện còn khoảng 300m đang thi công dang dở tại điểm đầu dự án thuộc dự án Vành đai 3 do tỉnh Long An đang triển khai. Cho đến nay, gói thầu A11 là đã hoàn thiện toàn bộ các công việc thuộc phạm vi hợp đồng, bao gồm cả hạng mục an toàn giao thông chiếu sáng. Và hiện nay thì về cơ bản, nhà thầu chỉ triển khai các công việc dọn dẹp vệ sinh công nghiệp để đưa vào sử dụng khai thác. Tại nhánh phía đông cao tốc Bến Lức Long Thành, đoàn qua tỉnh Đồng Nai gồm 3 gói thầu A5, A6, A7. Hiện một số gói thầu đã cơ bản hoàn thành. Riêng gói A6, 4 đoàn từ nút giao Phượng An đến nút giao quốc lộ 51 tỉnh Đồng Nai dài 6,1 km. Công nhân phải làm việc theo ca kíp liên tục, gia tải nền đường, đào đắp một số vị trí và đặc biệt là hoàn thiện nút giao. Đến nay thì các gói thầu đang triển khai thi công ở trên công trường thì là nhà thầu cũng đã huy động đầy đủ các thiết bị cũng như là vật liệu để đáp ứng được cái yêu cầu của tiến độ đề ra. Công tác giải ngân thì hiện nay nhà thầu cũng đang làm thực hiện rất là tốt, không chậm trễ giữa cái việc sản lượng thi công ở trên công trường và cái giải ngân.
tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành dài 58 km có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cao tốc sẽ kết nối giao thông giữa các tỉnh Tây và Đông Nam Bộ, không phải qua trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, rút ngắn thời gian lưu thông, vận chuyển hàng hóa, giảm ùn tắc giao thông, từ đó khai thác những thế mạnh kinh tế, thu hút đầu tư du lịch của các tỉnh thành trong khu vực. Hành vi chống người thi hành công vụ, đặc biệt là sự chống đối của các đối tượng vi phạm pháp luật đối với lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Điều này thể hiện sự manh động, côn đồ và sự coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Uống rượu, điều khiển xe máy không biển kiểm soát, mang theo hung khí đe dọa người dân đi đường. Khi bị lực lượng chức năng xử lý, thì các đối tượng này cầm dao chống trả lại. Hậu quả khiến thiếu úy Tạ Quốc Anh, công an xã Đại Cương, huyện Kim Bảng bị thương nặng, phải đi cấp cứu. Trước các hành vi vi phạm pháp luật trên, các đối tượng này đã bị công an huyện Kim Bảng khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Bọn em uống rượu xong, bọn em đi vào khung giờ xong đi ra ngoài tư và bọn em đi lên dọc theo đường quốc lộ 38 chạy về đường Chợ Dầu và đã trêu ghẹo một người tiên đi đường trước xong gặp hai chú và đã trêu ghẹo hai chú. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã xảy ra không ít vụ việc chống người thi hành công vụ, gây ra thương tích, thậm chí dẫn đến sự hy sinh tính mạng của cán bộ chiến sĩ khi thi hành công vụ, khiến dư luận vô cùng bất bình. Các đối tượng chống người thi hành công vụ thể hiện rõ sự manh động, tính chất côn đồ, bất chấp hậu quả, coi thường tính mạng của người khác và coi thường pháp luật, đòi hỏi các biện pháp chế tài phải đủ mạnh nhằm răn đe các đối tượng vi phạm, bảo vệ cho những người thi hành công vụ, bảo vệ sự thượng tôn của pháp luật. Thế và trong thời gian tới thì công an huyện sẽ tập trung lực lượng thế và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu và xử lý nghiêm đối với các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Đối với các trường hợp mà vi phạm pháp luật đến mức hình sự thì sẽ xử lý hình sự. Thế còn các cái trường hợp cần thiết thì sẽ áp dụng cái biện pháp giáo dục tại xã, thế sau đó thì thu thập hồ sơ tài liệu thế và xử lý hành chính bằng biện pháp đưa đi cơ giáo dục, trường giáo dưỡng để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự chung. Để góp phần ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành, thượng tôn pháp luật, tuân thủ sự hướng dẫn, yêu cầu của lực lượng chức năng. Các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi chống người thi hành công vụ nói riêng cần phải lên án và được các cơ quan chức năng xử lý nghiêm, góp phần giữ kỷ cương pháp luật, ổn định tình hình an ninh trật tự ở mỗi địa phương vì bình yên, an toàn, hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 2627 QĐ-UBND và 2628 QĐ-UBND phê duyệt công nhận xã Xuân Lộc và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trước đó, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận hai xã Lộc Bình và Xuân Lộc, huyện Phú Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Văn phòng điều phối nông thôn mới đã trình bày tổng hợp kết quả thẩm định 19 tiêu chí xã nông thôn mới và các điều kiện xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 của hai địa phương này. Sau khi xem xét thảo luận, các thành viên hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, 100% thành viên hội đồng thẩm định thống nhất trình hồ sơ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Như vậy, tỉnh đến nay, Phú Lộc đã có 10 trên 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng được các địa phương tích cực triển khai trong thời gian qua. Từ thực tiễn cho thấy, quá trình chuyển đổi giải pháp hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, trao các phương tiện sinh kế, tư liệu sản xuất, hay nói cách khác là trao cơ hội nhằm khơi gợi sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo mới chính là chìa khóa cho quá trình giảm nghèo một cách bền vững. Vợ mất, nuôi con nhỏ, phương tiện duy nhất mưu sinh là chiếc xích lô cũng phải bán đi để trang trải cuộc sống, khiến anh Ngô Tạ Thuần ở phường Xuân Phú, thành phố Huế gặp nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và mạnh thường quân, anh Thuần đã được tặng chiếc xích lô mới. Với phương tiện này, giúp hỗ trợ anh trong quá trình mưu sinh, cải thiện thu nhập và chăm lo các con tốt hơn. Chiếc xích lô đầu tiên là tôi em bán là do vợ đau ốm, mang có tiền và việc thì viện đồ về sinh hoạt cho mấy cháu và em bán. Và sau này vợ mất xong rồi, và mạnh thường quân thấy thương tâm có điều kiện để làm, có điều kiện để sắm xe lại, mạnh thường quân cho em là mua lại chiếc xe.
chứ hôm nay chiếc xe này đi là được tầm khoảng 3-4 tháng rồi, cũng nói chung cũng có là cũng mưu sinh, cũng nói chung cũng bù đắp vô những cái thiếu thốn, cũng đỡ ra, cũng có thời gian đâu về chăm con chăm cái, dạ, cho con ăn học rồi cũng chờ đi chờ về rồi cũng có chúng ổn định hơn lên làm những nghề khác thì cũng có thời gian để chăm con luôn cái. Không riêng gì anh Thuần mà nhiều hộ nghèo khó khăn thời gian qua cũng đã được cả cơ quan ban ngành hỗ trợ sinh kế, tư liệu sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực tế cho thấy, để giúp người nghèo thoát nghèo, điều quan trọng là phải đi sâu, đi sát, phải hiểu được người nghèo đang cần nhất điều gì, những điều kiện nào giúp họ có thể tạo bàn đạp, đưa cuộc sống thoát khỏi khó khăn. Xe đạp cũ thì hư, mà để họ phụ nữ phương để ủng hộ cho chiếc để mua trái chai, để mà sinh sống hàng ngày. Cái hàng hóa thì cũng chợ rồi đó. Chợ cũng vài chục cân nữa chứ. Chợ rồi đi tới bạn rồi đi mua lại. Bên cạnh những cái xuất quà mà đột xuất hỗ trợ đến chị em phụ nữ đơn thân yếu thế khó khăn thì chúng tôi cũng ra soát và quan tâm đến hỗ trợ sinh kế cho chị em nghèo nhưng mà có đang trong độ tuổi lao động. Thì thay vì chúng tôi trao con cá thì chúng tôi sẽ trao cái cần câu như là hỗ trợ vốn khởi nghiệp, hỗ trợ xe đạp cho các đối tượng mà làm nghề ve chai. Chúng tôi hỗ trợ các cái tư liệu sản xuất để giúp đỡ cho chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo để họ có thể tự dùng cái phương tiện sản xuất đó để sản xuất ra được tạo ra cái thu nhập hàng tháng giúp cho họ có thể vươn lên thoát nghèo. Việc hỗ trợ sinh kế từ giống cây con, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giúp hộ nghèo có việc làm, có nguồn thu nhập là cách giảm nghèo bền vững đã và đang được nhiều cơ quan, hội đoàn thể trong tỉnh thực hiện tích cực, bước đầu mang lại hiệu quả giảm nghèo. Những mô hình sinh kế bước đầu đã mang lại thu nhập đáng kể cho cả hộ nghèo. Đây chính là những món quà thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, đoàn thể đối với hộ nghèo, cận nghèo, giúp họ có thêm điều kiện, phương tiện làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tại địa phương ở đấy thì trong thời gian qua thì cũng luôn luôn quan tâm đến những hộ nghèo và hộ cận nghèo, thì có và chính quyền địa phương thì cũng quan tâm hỗ trợ những con giống như bò, vật nuôi, gà vịt, và cán bộ thôn ở đây thì cũng là cử người đến và chia sẻ và giúp đỡ cho gia đình như hướng dẫn để gia đình vượt qua làm ăn và có những thu nhập, nâng cao thu nhập gia đình, từ đó để mà khuyến khích cho những hộ cận nghèo và hộ nghèo để có cái thu nhập cao và thoát khỏi cái cận nghèo và hộ nghèo. Thay vì tặng quà thì thường tặng quà xong họ ăn rồi hết. Thì chúng ta tặng cái công cụ cho họ sản xuất và một số cái thiết bị hoặc là một số cái đầu vào để cho họ duy trì được cái mà mình tặng họ để họ phát triển, thì như vậy nó sẽ phát triển rất là bền vững hơn là thay vì chúng ta cứ chuẩn bị rồi tháng này đi tháng sau đi. Như vậy thì chúng ta nên chúng tôi cũng mong muốn nhiều đơn vị hơn sẽ tặng cho bà con nghèo những cái vật dụng, những cái công cụ để cho họ sinh kế, và mình tiếp sức cho họ sau khi mình tặng công cụ đấy thì như vậy nó sẽ phát triển bền vững và chúng ta sẽ thoát nghèo. Bằng những giải pháp cụ thể, thực thực và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ vận động hỗ trợ, nên việc triển khai các chương trình dự án hỗ trợ sinh kế, tư liệu sản xuất không chỉ trao cần câu cho các hộ nghèo, bà con thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là sự sẻ chia, chung tay góp sức của cả cộng đồng với tinh thần tương thân tương ái, tạo động lực để người nghèo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục với những thông tin thời tiết trong ngày tại khu vực Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế ngày hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ dao động nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, độ ẩm từ 75 đến 98%. Thời tiết biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.
diễn ra từ ngày 13 tháng 10, khóa họp lần thứ 140 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Thế giới IPU sẽ tập trung vào các chủ đề về các cách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể được khai thác để xây dựng tương lai hòa bình và bền vững hơn. Thông báo của Liên minh Nghị viện Thế giới cho biết, chủ đề chính của khóa họp lần này sẽ tập trung vào các nỗ lực nhằm tối đa hóa lợi thế của các công nghệ mới nổi, trong khi giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Một trong những mục tiêu chính của Đại hội đồng là thông qua hiến chương mới về đạo đức khoa học và công nghệ cho nhóm công tác về khoa học và công nghệ của IPU xây dựng. Hiến chương này nhằm mục đích thiết lập khuôn khổ pháp lý về các nguyên tắc sẽ hướng dẫn các quy trình lập pháp và ra quyết định, đảm bảo rằng những tiến bộ khoa học và công nghệ được sử dụng vì lợi ích của xã hội, môi trường và nhân loại nói chung. Ngoài ra, Đại hội đồng cũng sẽ thảo luận về nghị quyết liên quan tới tác động của trí tuệ nhân tạo với các vấn đề trong cuộc sống. Nghị quyết này kêu gọi cả cơ quan lập pháp, nghiên cứu và xây dựng khuôn khổ pháp lý và chính sách mạnh mẽ để quản lý việc tạo ra, triển khai và sử dụng công nghệ AI một cách có trách nhiệm. Hôm qua, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đã nhấn mạnh sự cấp thiết đặt lệnh ngừng bắn tại cả Liban và Dải Gaza để ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng toàn Trung Đông. Phát biểu tại cuộc họp thường niên ở Geneva, Thụy Sĩ, người đứng đầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, ông Filippo Grandi nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn đạt được từ tiến trình đàm phán hòa bình là con đường duy nhất phá vỡ vòng xoáy bạo lực, hận thù và khổ đau. Ông khẳng định lệnh ngừng bắn có thể ngăn chặn nguy cơ xung đột toàn khu vực, gây tác động tới toàn cầu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tình hình giao tranh vẫn tiếp diễn. Quân đội Israel hôm qua cho biết, còi báo động đã được kích hoạt trên khắp miền trung nước này, trong đó có cả thành phố Tel Aviv, khi đạn pháo từ phía Liban phóng qua biên giới. Israel đã triển khai các nỗ lực đánh chặn. Trong khi đó, phong trào Hezbollah ở Liban hôm qua cho biết đã phóng hàng loạt rocket nhằm vào một thị trấn ở miền bắc Israel nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các thành phố của Liban. Hôm qua, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2024 và cả năm 2025. Động thái này đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ ba liên tiếp của OPEC đối với thị trường vàng đen. Theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới năm nay sẽ tăng 1,93 triệu thùng một ngày, thấp hơn dự báo 2,03 triệu thùng một ngày đưa ra tháng trước. Đối với năm 2025, OPEC cũng hạ dự báo từ 1,74 triệu thùng một ngày xuống còn 1,64 triệu thùng một ngày. Đáng chú ý, mức cắt giảm dự báo nhu cầu dầu lớn hơn cả được đưa ra đối với Trung Quốc, từ 650.000 thùng một ngày xuống 580.000 thùng một ngày. OPEC nêu rõ, mặc dù các biện pháp kích thích của các chính phủ sẽ hỗ trợ nhu cầu vàng đen trong quý 4, nhưng việc sử dụng dầu mỏ đang phải đối mặt với những trở ngại từ những thách thức kinh tế và các nỗ lực chuyển sang dùng nhiên liệu sạch hơn, thân thiện hơn với môi trường. Tuy nhiên, dự báo sản lượng dầu mỏ của OPEC vẫn cao và còn cách xa so với mục tiêu cắt giảm sản lượng mà cơ quan năng lượng quốc tế IEA đề ra. Hôm qua, Liên minh châu Âu đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại tự do với ba quốc gia Nam Mỹ gồm Colombia, Peru và Ecuador. Thỏa thuận đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ thương mại giữa hai khối, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực. Với việc loại bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, thỏa thuận trên sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, thúc đẩy dòng chảy thương mại hai chiều, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân hai bên. Bên cạnh đó, việc xây dựng một khung pháp lý minh bạch và ổn định sẽ thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ các nền kinh tế thành viên hiện đại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thỏa thuận còn mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển bền vững, góp phần giải quyết những thách thức chung như biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, thỏa thuận cũng hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai khu vực, mang lại những lợi ích thiết thực và lâu dài. Dự kiến thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 tới đây. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.